ta có nhé. Chứ còn nếu mà em mà kể cả con tay này, nếu mà em mà về Việt Nam ấy, em quay cũng được. Không nhất thiết em phải quay ở bên Hàn Quốc. Em hiện tại bây giờ em đang chỉ tận dụng mỗi một cái là em đang có bối cảnh ở bên Hàn Quốc thôi. Bạn tên là Linh Sando. Chào anh Duy, em cũng đã từng hỏi anh trước đây rồi. So với đợt trước em làm video thì cũng đã ổn hơn, nhưng lượt view thì lại bất ổn lắm anh ạ. Không biết là do em sâu giá thì có bị TikTok ghét không? Em đã thử nhiều content khác nhau từ review cho đến podcast nhưng vẫn không hiệu quả. Mong anh xem qua vài video và cho em xin góp ý. Em cũng đã đăng ký để chuẩn bị vào NetDC. Anh có thể nói rõ hơn về quyền lợi khi vào Net không? Anh nói thật với em là quyền lợi vào NetDC các bạn ở trong DC nắm rõ hơn anh, chứ còn anh đâu nhớ đâu thật. Cảm ơn anh vì những đóng góp cho cộng đồng. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em vì đã đến với cộng đồng. À, Linh Săn Đồ à? Thằng này ở Hàn Quốc. Ừ. Hôm nay mấy anh em ở bên Hàn Quốc rủ nhau xem stream của anh à? Hàn Quốc hơn mình là 2 tiếng đúng không? Đã bao giờ bạn tự hỏi mục đích sống của mình là gì chưa? Xin chào mọi người, mình là Linh Sang Đồ. Mình qua Hàn Quốc cũng tầm khoảng 3-4 năm rồi. Mình đi theo diện du lịch, lao động. Tầm khoảng một vài năm trước thì mình cảm thấy khá là mông lung với cuộc sống của mình. Mình chẳng có định hướng mục tiêu gì cho tương lai cả. Cũng như bao người khác, mình như là một con ong vậy. Sáng đi kiếm ăn, chiều là bay về tổ. Chả con nào sướng, chả con nào khổ. Cho tới khi mình biết tới quần áo và thời trang thì cuộc đời đã quay 180 độ với mình. Mình cảm thấy hạnh phúc khi được mặc những bộ quần áo đẹp. Mình tự xem là một viên kim cương đen vậy. Bởi vì mình khá là thích màu đen và cần phải mài giũa học hỏi để có thể... Cái gì? Mai Hải, anh vừa đọc tên em xong ngồi qua luôn chứ chưa xem kênh em. À thế à? Thế thì tí nữa anh bắt lại nhá. Mai em nhắc đấy. Trở nên bóng loáng và lấp lánh hơn. Khi trải nghiệm nhiều thì mình nhận ra là mình sẽ phù hợp với những món đồ như thế nào. Bởi mình khá là thấp, chỉ có 1m64 thôi. Ví dụ như thế á? Sao mình cảm giác thằng này cao nhỉ? 1m64 thôi à? Áo này form của nó khá là crop và ngắn hơn một chút, thì các bạn có cảm thấy là đôi chân mình có dài hơn không? Nếu như không nói trước thì các bạn sẽ đoán là 1m7, 1m75. Thì hiện tại mình đang là một người review quần áo tại Hàn Quốc, toàn sang được đồ sale thôi nên là rất là hợp lý. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ mình. À mà chiếc áo này vẫn đã được sale nha, nên chiếc áo mình bỏ trên trang cá nhân của mình. Còn mình là Linh Sang Đồ. Từ từ nhá, thằng này nó làm tên của nó là Linh Sang Đồ này, tên là Linh Sang Đồ, tên rất hay. Nhưng mà từ từ đã, để anh xem cái cách mà mày săn đồ gần đây nó có cái gì mà nó đổi mới không. Rồi xem thử clip này 80.000 view xem nào. Nếu như các bạn đang ở Hàn Quốc thì tin mình đi, vào mùa đông các bạn không thể nào kiếm được một chiếc áo phao đủ ấm, đủ chất lượng với mức giá như thế này đâu. Đầu tiên chúng ta cần phải tham khảo giá thị trường của những chiếc áo phao tại Hàn Quốc nha. New Balance 359.000. Đừng anh bảo. Hàn ấy nó có một cái rất là hay và nó mà ở Việt Nam nó không có, đấy là chợ đồ cũ. Cái chợ đồ cũ này nó bao gồm từ những cái thứ mà ví dụ như là áo, kể cả áo Gucci này, áo hàng hiệu này, người ta đã từng mua và người ta đã từng sử dụng rồi và người ta vẫn bán lại cho những cái cửa tiệm như thế. Thì em nên làm series, và cái series này nên là một cái series dài tập. Series em đi từ Busan, em đi đến Incheon, em đi đến các cái thành phố của Hàn Quốc để em đi săn tất cả những cái thứ. Em vào trong đấy là em review xem trong đấy có cái thứ gì hay ho không để em mang về. Chưa kể em còn có thể làm content so sánh. Ví dụ nhá, cái áo này nhá, cái áo phao như này ở trên web của nó, giá của nó rơi vào tầm khoảng là 30.000 won chẳng hạn, 30.000 won. Thì ở trên đấy khi em mua nó chỉ còn tầm khoảng là 8-9.000 won thôi. Kiểu dạng như thế. Thì cái đấy nó là cái mà dạng content mà chỉ mình em ở bên Hàn Quốc em mới làm được. Còn bạn anh mà có ở Việt Nam, bạn anh muốn làm content đấy thì cũng không được. Cho nên là còn ngày nào em ở bên Hàn Quốc ấy, thì em hãy tận dụng những cái content mà ở bên đất nước đấy người ta có nhé. Chứ còn nếu mà em mà kể cả content này, nếu mà em mà về Việt Nam ấy, em quay cũng được. Không nhất thiết em phải quay ở bên Hàn Quốc. Em hiện tại bây giờ em đang chỉ tận dụng mỗi một cái là em đang có bối cảnh ở bên Hàn Quốc thôi. Chứ em chưa tận dụng những cái tối ưu, những cái mà ở bên Hàn Quốc nó có. Đấy, thì đã mang một cái tiếng gọi là Linh Săn Đồ ấy, thì em phải săn tất cả mọi cái thứ gì mà về gu thời trang nó ra, rồi là về những cái thứ gì ở bên Hàn Quốc nó ra. Ví dụ như là quần áo HM vừa mới ra, quay cảnh nó xếp hàng, đi mua như thế nào. Rồi là cảnh gọi là những cái thứ khác ở Việt Nam, ở HM Việt Nam có, mà ở bên cái gì nhỉ, HM Việt Nam không có nhưng mà ở bên HM Hàn Quốc lại có. Đấy, hoặc là những thương hiệu local brand ở bên Hàn Quốc nó hay, kiểu dạng như thế. Thì nó đúng với cả cái tên là Linh Săn Đồ hơn em ạ. Nhá. Ừ, Linh Seoul Săn Đồ. Ừ đúng rồi, anh giới thiệu với cả mày. Trong livestream của anh đang có con bé nó tên là Oanh Phạm. Kênh của nó là kênh Khum Cần Cố. Nó chuyên, con bé này thì chuyên đi săn chảo, còn em thì đi săn quần áo. Hợp lý đấy.